Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đã biết, cuộc sống ngày càng hiện đại và theo cùng với đó là cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, môi trường sống là một vấn đề được mọi người khá quan tâm bởi nó liên quan tới sức khỏe của con người. Trong mỗi gia đình, vấn đề chất lượng không khí lại càng được chú trọng hơn. Và hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về một loại khí tồn tại phổ biến trong mỗi căn hộ, gia đình. Đó là khí formaldehyde. Cụ thể là một số nguyên nhân khiến lượng khí formaldehyde ở trong nhà cao hơn lượng khí formaldehyde ở ngoài trời. Formaldehyde là chất gây ô nhiễm không khí trong nhà rất phổ biến. Và lượng khí formaldehyde tồn tại ở trong nhà thường cao hơn nhiều so với lượng khí formaldehyde ở ngoài trời. Cụ thể là do một số nguyên nhân sau. 1. Không gian ở trong nhà chật hẹp, hạn chế hơn rất nhiều so với không gian ngoài trời. 2. Trong nhà thường tồn tại rất lớn một lượng các sản phẩm gỗ ép, ván, gỗ dán, vật liệu nhựa. Các sản phẩm này là nguyên nhân chính làm sản sinh ra khí formaldehyde ở trong nhà. Vì vậy, khiến lượng formaldehyde ở trong nhà cao hơn rất nhiều so với ngoài trời. 3. Cây xanh có tác dụng hấp thụ khí formaldehyde rất cao. Tuy nhiên, lượng khói thuốc lá ở trong nhà khuếch tán chậm hơn so với ở ngoài trời. Vì vậy, lượng khí formaldehyde ở trong nhà thường cao hơn ở ngoài trời. Trên đây, tôi vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn một số nguyên nhân khiến lượng formaldehyde ở trong nhà cao hơn lượng khí formaldehyde ở ngoài trời. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sự tồn tại của formaldehyde ở trong nhà so với ngoài trời. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.